Hello, xin chào tất cả các anh chị, cô, chú, bác trên kênh YouTube của Lộc Nguyễn Đẹp Trai. Chúc các anh chị một ngày thật là vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay Lộc Nguyễn muốn nói về một đề tài là vụ việc về ngày 16 Tây tháng 10 khi bà Nguyễn Phương Hằng đi lên công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với một luật sư và với ông Dũng Lò Vôi để gặp mặt Võ Hoàng Yên và bốn luật sư của nó tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Dũng Lò Vôi đã có hai câu hỏi để hỏi Võ Hoàng Yên là tại sao số tiền 2 tỷ tôi cho anh mượn để mua miếng đất mà anh không mua, rồi anh không trả lại tiền cho tôi. Thì tên Võ Hoàng Yên đã nói rằng số tiền 2 tỷ đó đã trả cho vợ của anh rồi. Thì ông Dũng Lò Vôi đã hỏi lại tên Võ Hoàng Yên rằng tại sao tôi cho anh mượn tiền mà anh không trả cho tôi, mà anh trả cho vợ tôi. Và sau đó tên Võ Hoàng Yên đã bối rối và thay đổi sắc mặt. Và ông Dũng Lò Vôi nói xong rồi có công chuyện đi về trước và dặn bà Nguyễn Phương Hằng là thôi em ở đây làm việc với công an thành phố. Và sau khi ông Dũng Lò Vôi đi về rồi thì bà Nguyễn Phương Hằng có nói với ông Võ Hoàng Yên là mày có phải là thằng lường gạt tiền của tao không, mày lấy tiền của tao mày đi làm từ thiện, tại sao mày không đi làm mà mày lấy tiền đó mày đi mua đất và mày mua những cái thứ mà tiền ảo Bitcoin hay là những làm những công việc mờ ám. Thì thằng luật sư tên là Võ Thành Kính đã đứng dậy bước tới ba bước và sỉ vô mặt bà Nguyễn Phương Hằng, nói rằng không được nói Võ Hoàng Yên là lừa gạt vì tòa chưa xử lý. Và tiếp sau đó là một luật sư nam nữa cũng sấn tới, cũng nói bà Nguyễn Phương Hằng với những lời lẽ rất là thô tục. Và hai con luật sư nữ nữa cũng chỉ trỏ và la lối và áp sát lại, dồn bà Nguyễn Phương Hằng với vị luật sư bà Nguyễn Phương Hằng vô một góc. Và bà Nguyễn Phương Hằng đã la lên, và do đó điều tra viên Hải đã ngồi đó thì đã gọi những công an khác lại để hỗ trợ phản hồi trật tự lại. Các bạn có biết vô công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc thì chúng ta phải thượng tôn pháp luật, phải giữ yên, và hơn nữa là luật sư nữa thì chúng ta không có thái độ nói chuyện với một người đàn bà, người đó là Nguyễn Phương Hằng, và đã chỉ trỏ vào mặt của người ta, nói những cái lời rất là đe dọa, xúc phạm và muốn hành hung bà Nguyễn Phương Hằng luôn. Thì qua sơ khởi của sự việc này thì chúng ta biết theo như lời bà Nguyễn Phương Hằng có nói rằng luật sư này tên là Lê Thành Kính, trước khi ra làm luật sư đã là một điều tra viên của công an thành phố Hồ Chí Minh. Và do đó sự việc này tên Lê Thành Kính này đã nắm bắt được tâm lý là bà Hằng tính tình rất nóng nảy, và do đó anh ta đã có những hành động sỉ vả vô mặt bà Nguyễn Phương Hằng và để cho bà Nguyễn Phương Hằng nóng lên và đã có sự xô xát với anh ta, và từ đó anh ta buộc tội bà Nguyễn Phương Hằng về tội hành hung anh ta để làm bêu xấu, bôi nhọ bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng bà Nguyễn Phương Hằng là một người rất là thông minh, đã hô hoán lên, và sau đó công an đã đuổi bớt một luật sư nam của bên phe Võ Hoàng Yên đi ra ngoài. Chỉ còn một luật sư đó là Lê Thành Kính và hai luật sư nữ. Thì qua sự việc này chúng ta thấy luật sư là một người thượng tôn pháp luật, là một người hiểu chuyện mà đã đi vào ngay tại phòng làm việc của cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và đã có những lời nói thiếu trách nhiệm, thiếu văn hóa, xô xát, hành hung bà Nguyễn Phương Hằng. Mình là một người thượng tôn pháp luật thì mình không thể làm những việc đó. Cho dù đối phương có nói mình như thế nào thì mình cũng có thái độ nói lại một cách đàng hoàng, lịch sự. Và bà Nguyễn Phương Hằng có yêu cầu rằng
công an thành phố Hồ Chí Minh phải trích xuất camera tại phòng làm việc đó ra để chứng minh lời nói của bà là thật chứ bà không có phải vu khống. Thì Lộc Nguyễn rất là tin tưởng bà Nguyễn Phương Hằng, không lẽ lý do nào bà Nguyễn Phương Hằng dám dựng chuyện lên để mà tố cáo, để mà vu khống thằng Võ Hoàng Yên và những luật sư của nó. Vì nơi đó là một nơi công quyền của công an thành phố Hồ Chí Minh, và điều tra viên Hải có mặt ở đó thì phải có một tiếng nói xác minh rằng sự việc hôm đó như thế nào, trích xuất camera ra. Và bà Nguyễn Phương Hằng có nói là bà sẽ thưa lên tới tứ đại triều đình ngoài Hà Nội, đó là ông Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước, và những người khác làm chức lớn ở ngoài Hà Nội để xử lý sự việc này. Còn nếu không xử lý thì sẽ có một sự đổ máu chết chóc xảy ra. Đó. Thì qua sự việc này chúng ta thấy những luật sư bên Việt Nam là những luật sư mà phải biết mình là ai để thượng tôn pháp luật nhất có thể. Thì qua sự việc này thì chúng ta thấy là Võ Hoàng Yên, theo như bà Nguyễn Phương Hằng nói là khi bà vừa nói ra mày là phải tên lừa đảo hay không, mày lấy tiền tao, mày làm những cái việc mờ ám này nọ, mày lừa gạt tiền cứu trợ miền Trung của tao đến mấy tỷ, thì tên Võ Hoàng Yên này đã đứng lên và đã đưa bàn tay nhá là muốn tát vào Hằng. Và sau đó là tên luật sư Lê Thành Kính đã đứng lên đi lại ba bước xí vô mặt bà Nguyễn Phương Hằng, và những người luật sư khác đều hùng hổ lớn tiếng và dồn bà Nguyễn Phương Hằng vào một góc. Và đây là một hành vi rất là côn đồ của đám luật sư của thằng Võ Hoàng Yên mà chúng ta cực lực phải lên án, yêu cầu đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phải có biện pháp xử lý với lại tên Lê Thành Kính này, là một tên luật sư nhưng mà rất là côn đồ, rất là bố láo. Theo như bà Nguyễn Phương Hằng nói, nó vô trong công an thành phố Hồ Chí Minh tại phòng ngồi chờ, hai chân để lên bàn, thái độ ngồi của nó rất là kiêu ngạo, rất là mất dạy. Và qua sự việc này thì Lộc Nguyễn thấy vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng sẽ kiện sự việc này ra tới Hà Nội, tới Bắc Trọng thì rất là đúng. Nếu công an thành phố Hồ Chí Minh không xử lý vụ việc này, và qua sự việc này chúng ta thấy rằng tên Võ Hoàng Yên và bốn luật sư của nó đã có kế hoạch nói trước, bàn tán trước, đánh tâm lý vào bà Nguyễn Phương Hằng rất tính tình, rất là nóng nảy để làm sự việc này. Và nếu bà Nguyễn Phương Hằng có lấy guốc đập lại tụi nó thì tụi nó sẽ vu khống bà Nguyễn Phương Hằng là xúc phạm, hành hung tụi nó để có cớ đưa bà Nguyễn Phương Hằng vào tù. Đây là một thuyết âm mưu rõ ràng của bọn chúng đã bàn mưu tính kế trước. Vì chúng nó là một luật sư thì chúng nó phải hiểu rằng tại công an không có sự hành hung, không có sự đánh lộn với nhau. Thì theo như bà Nguyễn Phương Hằng nói, bà là một người thượng tôn pháp luật, cho nên sau sự việc này, sau khi công an đã ổn vãn hồi được trật tự rồi và lấy lời khai đối chứng giữa hai bên, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã bước ra ngoài cửa, có bốn vệ sĩ đi tháp tùng. Thì theo như bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bà là một người thượng tôn pháp luật, còn nếu không bà chỉ cần búng tay một cái, bà nói rằng chị bị cái đám luật sư này hành hung thì sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Có phải là bốn vệ sĩ đó sẽ ẩu đả đánh cho tụi kia một trận không? Thì qua sự việc này thì mong mỏi rằng đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phải có biện pháp xử lý với lại tên Lê Thành Kính này, bắt tên Lê Thành Kính này phải xin lỗi bà Nguyễn Phương Hằng hay là tước giấy phép hành nghề của tụi nó luôn. Và tên Võ Hoàng Yên là một cái tên cực kỳ là mất dạy, bố láo, dám đứng lên tính đánh bà Hằng luôn.
Mày là một cái thằng mà đàn ông rất là hèn và tồi, chỉ dám ăn hiếp đàn bà không, dám ăn hiếp tao nè. Đủ mẹ em, xin lỗi nha, nhiều khi tức quá muốn chửi thề luôn. Tao mà gặp mặt mày ngoài đường á, đá vô mặt mày cái thằng Võ Hoàng Yên. Đi mẹ mày, họ muốn muốn chửi cũng không không được nữa. Rất là bức xúc sau khi nghe cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng ngày 17 tây tháng 10, nghe xong máu nó muốn dồn lên đầu luôn, tức đến nỗi mà coi như là muốn đập bể cái tivi luôn. Không ngờ là một luật sư mà rất là côn đồ. Không lẽ luật sư xuất phát từ công an ra, xuất thân từ công an ra mà có thái độ hành xử như là một côn đồ vậy hay sao? Thì vài dòng gửi tới cộng đồng mạng, xin cộng đồng mạng trong ngoài nước hãy lên án việc hành động của tên luật sư này và của thằng Võ Hoàng Yên. Riêng đối với tên luật sư này, đoàn luật sư phải có biện pháp chế tài với nó. Và riêng đối với thằng Võ Hoàng Yên này, phải làm cho ra ngôi ra khoai, phải kiện nó vì cái tội dám xúc phạm tới bà Nguyễn Vân Hằng. Thì vài dòng gửi tới cộng đồng mạng vì mình quá bức xúc thôi, chứ không, mình không có vấn đề gì mà đối với lại tất cả những người mà theo bảo vệ của nó, thì người ta cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Nhưng mà ở chỗ rằng mình phải biết đúng sai như thế nào, đứng trên luật pháp của một người luật sư thì mình phải biết hành xử cho thế nào cho văn minh, cho lịch sự, không có thái độ côn đồ như vậy. Không, mình không có nghĩ rằng mình là một người điều tra viên công an lúc trước mà bây giờ là luật sư thì mình có thể bố láo được, đứng trên pháp luật được. Thì vài dòng gửi tới cộng đồng mạng trong và ngoài nước, kính chúc cộng đồng mạng được vui tươi hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và những ai sau khi các bạn, các cô chú bác nghe xong cái video clip của Lộc Nguyễn này cảm thấy thương Lộc Nguyễn thì xin cho Lộc Nguyễn một cái đăng ký để Lộc Nguyễn đủ 1.000 cái đăng ký để Lộc Nguyễn có thể trực tiếp livestream được trên sóng cho tất cả các bạn nghe. Còn những video clip này thì Lộc chỉ quay lại và bóp lên mà thôi, vì Lộc chưa đủ 1.000 người đăng ký để có thể phát trực tiếp được trên YouTube của Lộc Nguyễn đẹp trai. Xin cảm ơn cộng đồng mạng trong và ngoài nước rất nhiều. Chúc cộng đồng mạng được vui tươi hạnh phúc và có nhiều sức khỏe. I love you so much.